12 thực phẩm là thần dược cho sức khỏe trong mùa đông. Những thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch sẽ giúp bạn ấm áp suốt cả mùa đông giá lạnh. 1. Quả lê. Lê là một trong những loại trái cây được yêu thích vào mùa thu và mùa đông. Loại trái nổi tiếng này là món quà dinh dưỡng, có chứa vitamin C và chất xơ. Lê có thể ăn trực tiếp hoặc trộn trong món salad. 2. Gừng. Trong cái lạnh đầu mùa, vị nóng của gừng sẽ giúp bạn cảm thấy ấm hơn. Ngoài tác dụng chống buồn nôn, gừng còn là loại thực phẩm tự nhiên có thể chống viêm, nhất là trong các trường hợp viêm khớp và các bệnh cơ xương khác. 3. Tỏi. Tỏi là loại thực phẩm có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt bởi bên trong tỏi có chứa chất hóa học allicin có thể hạn chế hoạt động của các loại virus gây bệnh cảm lạnh và cúm. Loại thực phẩm này còn giúp cơ thể sản xuất interferon, là một chất kháng virus, chống lại bệnh ung thư. Ngoài ra, ăn tỏi còn là cách giảm cholesterol và cải thiện tâm trạng một cách đáng kể. 4. Đậu nành. Một nghiên cứu nhỏ dành cho phụ nữ Nhật Bản cho thấy những người uống 40mg glycol có ít đường trong vòng 12 tuần có sự cải thiện tính đàn hồi và ít nếp nhăn hơn so với nhóm trứng. Isoflavone có thể giúp ngăn collagen khỏi bị phá vỡ và bảo vệ da. 5. Cà rốt. Một nghiên cứu ở Anh năm 2011 đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều trái cây và rau quả chứa cơ giác oi như cà rốt có làn da sáng tự nhiên và khỏe mạnh hơn. 6. Nấm. Nhiều nghiên cứu cho thấy nấm hỗ trợ rất hiệu quả cho hệ miễn dịch. Hơn nữa, trong nấm chứa 90% là nước, giúp bạn không bị mất nước, tránh được hiện tượng da khô và giảm cân. 7. Trà xanh. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng của Mỹ năm 2011, những người uống trà xanh có chứa pohenol hàng ngày trong 12 tuần có da đàn hồi hơn, mịn hơn và ít bị tổn hại hơn khi tiếp xúc với tia UV so với nhóm trứng. Các nhà nghiên cứu cho biết các chất hóa học trong trà xanh như EGCG là chất chống oxy hóa đã giúp tăng cường lưu lượng máu và oxy đến da, cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng để giữ cho da khỏe mạnh. 8. Cà chua. Theo một nghiên cứu của Anh năm 2008, những người ăn 5 thìa canh cà chua mỗi ngày cùng với khoảng 1 thìa canh dầu ô liu trong 12 tuần được bảo vệ khỏi cháy nắng nhiều hơn 33% so với nhóm kiểm soát chỉ ăn dầu ô liu. 9. Chanh. Chanh có lượng axit hữu cơ nhiều hơn cam, quýt tới 10 lần. Các axit hữu cơ này có tác dụng bảo vệ cho da không bị khô nẻ đồng thời giúp da căng mịn không bị nếp nhăn. Chính vì vậy chanh được đánh giá là một trong những thần dược của da trong mùa đông. 10. Khoai lang. Khoai lang có hàm lượng dinh dưỡng cao với nguồn chất xơ và carbon hydrate phong phú. Khoai lang cũng giàu vitamin A và C cùng các khoáng chất như manga và đồng. Vì vậy, cho dù bạn có chế biến khoai lang theo kiểu luộc, nướng hoặc thậm chí nấu súp thì nó cũng giúp tăng sức đề kháng và miễn dịch cho cơ thể vào mùa đông. 11. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh có thể là món ăn bổ dưỡng trong thực đơn mùa đông của bạn. Loại thực vật này thuộc họ bắp cải, giàu vitamin C, chất xơ, beta-carotene, folate và kali. Với khoảng 15-25 calo mỗi phần ăn, đây cũng là món ăn phù hợp cho vòng eo của bạn. Bạn có thể hấp để giữ lại đầy đủ dưỡng chất hoặc làm món salad cho bữa ăn với súp lơ xanh. 12. Nước. Nước giữ cho làn da của bạn không bị khô, nứt nẻ hay nhăn nheo. Ngoài ra, nước còn có tác dụng giúp bạn tránh được những loại đồ uống có đường khác như nước trái cây, nước ngọt hay đồ uống thể thao vì chúng có thể gây ra những vấn đề cho da như da bị lõm xuống và nhăn nheo. Nguyên nhân được giải thích là do khi lượng đường trong máu cao, đường có thể gắn với protein trong collagen và tạo ra các hợp chất khiến da không được căng mà chảy xệ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.